hạt gái đủ cho. Mai kia bố nó còn đi lấy chồng. Giờ thì ba má chiều tinh, chăn chăn liều lo lấy thân, lỡ mai về bên khó lòng. Nhà người ta xem chẳng dễ gì đâu. Ba bốn bốn họ nhìn ra ngó vào. Họ hàng cô ba thì đông, mẹ chồng biết nhau biết không, đứng ngồi nói năng. Mẹ ơi, phận gái 12 bên nó biết bên nào trong, biết sống nào đúng, biết rồi hay mai một ngày con xuất gia theo chồng. Nuôi con khôn lắm, mẹ đâu mong gì con nuôi lại mẹ, chỉ mong sao chuyện ngạo duyên của con suôn sẻ, tròn đạo giống con vẹn phần dở từ trước đến nay. Người ta thường nói giết nam giết nữ, còn thập nữ giết du, nhưng con nào mà lại chẳng là con, mang trong dạ ấm trên tay, làm sao không thương cho đời. Con của mẹ nay là con người khác, biết có được dù người ta yêu thương, con nhớ đừng xem là thường, xuất gia rồi tòng phu con nhé. Con ngốc dung đứng thẳng, trọn đời con thơ chồng, giữ gìn tiếng sanh trong danh giá ta thuê chung. Khắc ghi trong lòng.
chuyện làm dâu khó nhọc, mẹ vừa thương vừa lo sợ trăm lòng. Không biết rồi con có làm mẹ nhà bên chồng, mẹ đã làm dâu nửa đời đến mẹ biết cay đắng khắp bề. Nếu mẹ chồng có quá khắt khe, con hãy về thương chồng mà hết lòng chiều thương. Đi đứng khoan thai nỗi nặng cho nhỏ nhẹ, kéo đám em chồng con mai miếng nặng lời. Phận lo sợ, phận thương nhớ mẹ, cực khổ gian lao đến đâu con gánh chịu. Nhưng biết làm sao những mai rủi đông đời. Tiếng nai hát giữa đêm canh vắng, âm thanh buồn nào, tình mẹ luôn chứ.
Chưa bằng chuyên trị về lý. Thêm chị Thu nữa. Hay có lý vô là chị Thu bằng liền, hai chị em bằng liền hả? Làm liền luôn. Dạ. Nói về giọng ca bolero thì hồi nãy như Quỳnh Trắng mới nói thì bây giờ chú Tiến Châu cũng muốn con có thể sống ca chai trên sân khấu khúc đời. Dạ, hay là chú Nam có thể ca với con một cái, hai câu thôi, Lan Dạ Điệp, thì trong đó có cái tâm nhạc luôn rồi.